Rôm nó dễ trồng lắm mọi người ơi, nóng lạnh mưa gió bão bùng gì mình cũng trồng được hết á. Cây rôm nó kháng bệnh tốt lắm, mình trồng hầu như không có thấy bệnh gì hết, chỉ cần dùng một ít phân thôi chứ không bao giờ dùng thuốc luôn. Chưa trồng được là do mọi người chưa biết cách, chứ khi biết cách rồi mọi người trồng nó bò kín vườn ăn không kịp luôn đó. Xin chào mọi người, video hôm nay mình chia sẻ mọi người cách trồng rau ôm bằng ngọn. Với cách trồng rau ôm này, mọi người chỉ cần ngọn rau ôm mua ngoài chợ thôi thì tầm 1 đến 2 tháng sau vườn nhà mọi người sẽ có rất rất nhiều chậu rau ôm đẹp như vậy. Một cái lỗi làm cho mọi người không thể trồng rau ôm được là do mọi người chưa biết cách làm cho đất được ổn định trong môi trường nước. Đất mà chưa ổn định trong môi trường nước, mình dăm ngọn rau ôm thì ngọn rau ôm rất khó ra rễ. Cây rau ôm thì nó thích sống trên một nền đất hơi sệt sệt như vậy nè, hoặc là có một chút xíu nước cũng được. Cây rau ôm thì nó thích sống chỗ bóng râm, ưa nước. Nếu như mọi người trồng cây rau ôm chỗ nắng nhiều hoặc là thiếu nước thì cây rau ôm rất dễ bị vàng lá. Mọi người xem video hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút thích video, bình luận video và hãy chia sẻ video này để YouTube biết video mình có ý nghĩa và sẽ phân phát video mình đến với nhiều người hơn. Và mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây, nhấn rung chuông để YouTube gửi video mới của mình đến với mọi người nha. Video trước mình đã chia sẻ mọi người cách làm cho đất được ổn định trong môi trường nước và cách dăm ngọn rau ôm. Thì trong video này mình chia sẻ mọi người cách bón loại phân nào cho cây rau ôm nhanh lớn nè, cách phòng vàng lá trên cây rau ôm và cách thu hoạch sao cho cây rau ôm mỗi lần thu hoạch thì nó nhảy được nhiều cây con nha. Rồi nếu như nhà mình chưa xem được cái video trước thì mình sẽ để cái video đó ở cuối cái video này. Mọi người thấy cái video có chữ cách trồng rau ôm phần 1 thì mọi người nhấp vào xem giúp mình. Nếu như mọi người không tìm được thì mọi người cứ nói với mình sẽ gửi cái video đó qua cho mọi người xem nha. Đây là chậu rau ôm mình dăm bằng ngọn được 15 ngày. Sau dăm khoảng 4-5 ngày thì chậu rau ôm của mình đã ra rễ rồi, nhưng mà mình không có bón phân sớm quá nha mọi người. Mình để cho cái ngọn rau ôm nó ra, cái ngọn nó hơi dài chút xíu vậy nè, dài tầm khoảng 4-5 cm đi rồi mình mới bắt đầu bón phân. Trước khi mình muốn bón phân cho cây rau ôm á, thì mình đợi cho cái bộ rễ cây rau ôm nó khỏe đi, nó ra nhiều rễ đi mình bón cây nó mới hấp thụ được. Cái bộ rễ nó còn yếu còn non quá mà mình bón phân sớm quá thì cây rau ôm mình rất dễ bị héo. Và cây rau ôm thì nó không cần phân nhiều nha. Nếu như mọi người bón quá nhiều phân thì cây rau ôm mình nó sẽ có tác dụng ngược lại. Cây nó sẽ không lớn và nó còn bị vàng lá, có khi nó bị thối nhũng luôn đó mọi người. Như cái chậu rau này mình bắt đầu bón phân được rồi nè. Hôm nay mình dùng phân gà viên hữu cơ nguyên chất của hãng Edfarm. Với phân gà viên này thì cái hàm lượng đạm rất là cao, mọi người muốn cho cây rau nó nhanh lớn thì mọi người dùng phân gà viên này nha. Đây là phân gà viên hữu cơ dạng viên nén, cái hàm lượng đạm nó rất là cao, mình bón cho cây thì cây nó rất là tốt nhưng mình không được dùng một lần quá nhiều phân. Như cái chậu rau ôm to vậy á, thì mọi người dùng khoảng nửa nắm tay phân là được rồi. Cây rau thì nó ưa dùng phân nhưng cây rau ôm này nó không thích quá nhiều phân nha, nó thích phân nhưng không thích cùng một lúc mình bón quá nhiều phân. Cứ một lần bón phân cho cây rau ôm là nửa nắm tay phân, khoảng một tuần mình bón phân cho cây một lần. Mình bón phân ít mà mình bón phân thường xuyên vẫn tốt hơn lâu lâu bón một lần mà một lần bón quá nhiều. Sau khi bón phân gà viên một tuần thì mình thấy cái chậu rau ôm mình nó lớn nhanh thấy rõ. Còn đây là cái chậu rau ôm và chậu rau cần nước mình mới trồng sau nè. Mọi người thấy cái chậu này mình chưa bón phân, cái lá nó hơi vàng vàng không? Còn cái chậu này mình đã bón phân được một lần rồi nè. Bây giờ mình sẽ bón phân cho cái chậu mới trồng và mình bón phân lần hai cho cái chậu rau ôm này nha. Cây rau ôm nó ưa nước cho nên trong cái chậu rau ôm lúc nào mọi người cũng có để một chút xíu nước nha. Nước nó xăm xắp là được rồi, thấy có nước là được rồi, không cần nhiều quá đâu. Chút nữa mình sẽ quay cái chỗ mình đục lỗ thoát nước cho mọi người xem. Sau khi bón phân xong mà trong cái chậu rau ôm mình nó có nước rồi thì phân nó sẽ tự tan, mình không cần phải cho thêm nước nữa. Còn nếu như sau khi bón phân xong trong cái chậu mình nó không có nước thì mọi người nhớ cho nước thêm vô để cho phân nó tan ra nha. Với những cái chậu mà nó giữ nước lại như vậy thì mọi người nên bón ít phân thôi nha, đừng có bón dư là cây rau ôm mình nó chết liền. Với những cái loại rau mình trồng bằng nước như là rau ngò ôm nè, rau răm hoặc là rau cần nước đó, mà mình bón phân nhiều quá thì cái lượng phân nó tồn đọng ở trong cái chậu nước nó không thoát ở đâu được hết á, thì cái bộ rễ của cái loại cây đó rất dễ bị sốc phân và cây rau đó rất dễ bị héo nha. Nếu như sau khi bón phân mà mọi người thấy cái lượng phân mình bón nhiều quá thì mọi người thêm nước vào để xả tràn bớt phân ra đi. Khi cái ngọn rau ôm nó đã ra rễ rồi, bộ rễ nó khỏe rồi thì mình dùng nước máy trực tiếp để tưới cho cây luôn nha. Sau 3 lần bón phân gà viên cho cái chậu rau ôm này thì mọi người thấy cái chậu rau ôm bữa nay nó tốt ôm, nó đẹp ghê chưa, ra rất là nhiều cây con luôn. Bây giờ mọi người có thể thu hoạch ăn hoặc là mọi người có thể cắt để nhân giống ra thêm nhiều chậu mới là được rồi.
Rồi còn cái chậu này hôm bữa mình mới trồng nó thiếu phân, nó hơi vàng lá đó. Bữa nay mình bón phân được 2 lần thì cái chậu rau bữa nay nó cũng tốt rồi nè. Cái chấm đen đen trên cái chậu là cái chỗ mình đục lỗ thoát nước đó mọi người. Mình đục làm sao mà cho cái chậu rau của mình nó giữ lại một ít nước sền sệt như vậy là được rồi, không cần phải nhiều quá đâu. Ít hơn một chút xíu nữa cũng được, hoặc nhiều hơn một chút xíu nữa cũng được nha mọi người. Sau 1 tháng 10 ngày thì mình đã trồng được một chậu rau ôm đẹp như vậy. Bây giờ mình chia sẻ mọi người cách thu hoạch và cách bón phân sau thu hoạch cũng như là cách phòng vàng lá cho cây rau ôm nha. Khi thu hoạch rau ôm thì mọi người có 2 cách để thu hoạch. Mọi người chọn cây nào cao cắt trước, cây nào thấp cắt sau. Mình cắt cây cao chừa lại cây thấp thì vườn nhà mình lúc nào cũng có rau ôm để ăn. Còn nếu như mọi người muốn cái chậu rau ôm mình sau thu hoạch nó mọc đều tăm tắp, nó mọc đồng loạt thì mọi người cắt cùng một lúc như mình. Và khi mọi người thu hoạch kiểu gì thì mọi người cũng nên cắt gần sát gốc như vậy. Mình chừa lại khoảng tầm 1 lóng rưỡi đến 2 lóng tay được rồi. Khi mình thu hoạch rau ôm mà mình cắt gần sát gốc như vậy thì ngọn mới ra nó sẽ ra được nhiều ngọn mới hơn và cây rau ôm nó sẽ phát triển mạnh hơn. Còn khi thu hoạch mọi người chỉ ngắt mỗi cái phần ngọn thôi thì cây rau ôm mình nó không có nhảy được nhiều cây con và nó mau tàn nha mọi người. Mọi người cứ thu hoạch và chăm sóc giống y như mình chia sẻ đi thì mọi người chỉ cần trồng một lần thôi. Càng thu hoạch thì cái chậu rau ôm mình nó càng nhiều cây thôi chứ không cần phải trồng nữa nha. Trồng rau ôm thì trồng một lần thôi mọi người chứ không có phải mà trồng đi trồng lại hoài đâu. Còn cái chậu rau ôm này mình đang trồng chung với cây cần nước, mình lựa rau ôm ra mình cắt mình chừa cần nước lại. Ở Đà Nẵng mua cần nước khó lắm mọi người, lâu lâu mới mua được một bó mà nó non lắm. Người miền Trung không biết ăn cây cần nước mọi người ơi, mình đi chợ đi mấy chợ lớn luôn, chợ lớn chợ nhỏ gì mình cũng không có thấy bán cây cần nước. Cây cần nước nó cũng phát triển nhanh như cây rau ôm vậy đó, mình đợi nó ra nhiều chút xíu nữa rồi mình làm video chia sẻ mọi người cách trồng cây cần nước nha. Mọi người thích mình chia sẻ cách trồng cây gì thì mọi người nói cho mình biết ở dưới phần bình luận đi. Trong khả năng của mình thì từ từ mình sẽ làm video chia sẻ nha. Sau mỗi lần thu hoạch thì mọi người cần bón thêm phân để bổ sung dinh dưỡng cho cây ra thêm ngọn mới. Và sau mỗi lần thu hoạch như vậy mọi người thấy đất ở trong chậu nó nhiều rồi thì thôi. Còn nếu như thấy cây nó chậm phát triển hoặc là đất trong chậu ít quá thì mọi người có thể cho thêm đất. Đất này vụ trước mình trồng cây rau húng lủi nè, giờ mình múc đất này mình cho thêm vào trong chậu rau ôm thôi, không cần phải xử lý gì hết. Tầm 1 tháng mình cho thêm đất một lần vậy là mọi người không cần phải cho nhiều quá đâu. Rồi nếu như mọi người không dùng đất thì mọi người có thể thay thế bằng phân trùng quế cũng được luôn nghe, phân trùng quế còn tốt hơn nữa đó. Trong vườn mình có mấy cái chậu nước mưa để sẵn nè, mình múc tưới cho cái chậu rau ngò ôm luôn nha. Trong nước mưa nó có cái lượng đạm tự nhiên á, mọi người múc cho cây thì cây nó phát triển tốt lắm. Để phòng vàng lá cho cây rau ôm thì mọi người nên trồng cây rau ôm dưới nước chứ không nên trồng cạn. Và cây rau ôm nó không có ưa nắng trực tiếp, nó thích trồng chỗ bóng râm thôi, mọi người trồng dưới một cái bóng cây gì đó. Như mùa mưa và mùa đông thì mình để cây lộ thiên ngoài trời luôn cũng được, không cần phải để dưới bóng râm. Còn như mùa hè thì bắt buộc mọi người phải để cái chậu rau ôm dưới bóng râm. Nhiều nắng quá hoặc là thiếu nước thì cây rau ôm mình cũng sẽ bị vàng lá. Bón phân quá nhiều, thừa phân, bón không đúng loại phân thì cây rau ôm cũng sẽ bị vàng lá. Và khi thu hoạch mọi người chỉ ngắt mỗi cái phần ngọn thôi, phần dưới lâu ngày mình không cắt tới nó thì nó già nó cũng sẽ bị vàng lá. Cho nên khi thu hoạch mọi người cắt gần sát gốc như vậy đó cũng là cách phòng vàng lá cho cây rau ôm. Và rau ôm nhà mình trồng mình không có phun thuốc kích thích hay là bón phân gì quá nhiều. Cho nên khi mọi người thu hoạch xong mọi người cứ để khô ráo vậy cho vào hộp kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản thì mọi người sẽ để được rất là lâu. Nhà mọi người mà có nhiều rau ôm á, mình lấy 4 phần rau ôm, 6 phần rau muống mình trộn chung vô mình xào với thịt bò ăn ngon lắm luôn mọi người. Video tới mình chia sẻ mọi người cách trồng cây rau lủi, cây rau rừng hay còn gọi là cây bầu đất. Với cách trồng rau rừng này thì mọi người chỉ cần ra chợ mua ngọn thôi, không cần gốc rễ gì hết. Rau rừng này nó tốt cho sức khỏe và nó ngon lắm mọi người ơi, nó có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Đợt rồi mình đi Tây Nguyên mình đem giống về đó và trên mạng cũng có nhiều người bán lắm, mọi người cứ trồng đi thì mình chia sẻ chỗ mua giống sao nha. Và trồng cái rau này thì mình chỉ trồng một lần thôi, mình thu hoạch hoài luôn, không cần phải trồng nữa, nó phát triển tốt lắm, nó ra ngọn nhanh lắm mọi người. Và khi mọi người đi du lịch Tây Nguyên á, mọi người ghé nhà hàng, quán ăn, ghé chợ, đâu đâu mọi người cũng thấy cái loại rau này ngang. Rau này nó ngon mà nó dễ ăn lắm mọi người nấu canh nè, nhúng lẩu, xào hay luộc, là món gì cũng ngon hết trơn á, nó có mùi thơm đặc trưng lắm mọi người. Và khi mọi người xem video của mình á, mọi người giúp mình nhấn giùm mình cái nút thích á, và nếu được thì mọi người nên bình luận và chia sẻ cái video này để YouTube biết cái video này có ý nghĩa và phân phát đến nhiều người hơn.
Và có ý kiến đóng góp hay thắc mắc gì thì mọi người hãy để hết cái phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.